Chào mừng các em đến với bài giảng môn công nghệ lớp 7, bài thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản. Thứ nhất là thu hoạch, một là yêu cầu của thu hoạch. Đây là một số nông sản đã chín, nhiều cái lúa đã đến thời kỳ thu hoạch. Nhìn thu hoạch nếu non quá hoặc già quá thì đều làm giảm chất lượng và sản lượng. Vì vậy, khi thu hoạch, chúng ta cần phải đảm bảo yêu cầu nào? Đó là phải đúng độ chín, thu hoạch nhanh, gọn, cẩn thận. Tức là vừa đúng độ chín và thu hoạch phải nhanh, gọn, nhanh gọn, không làm rơi vãi, mất mát các loại nông sản, dập nát, đúng không? Yêu cầu là đúng độ chín, nhanh gọn, cẩn thận. Vậy thì thu hoạch bằng những phương pháp nào? Đối với lúa, ví dụ như đối với lúa, sản phẩm thu hoạch đó là sản phẩm hạt, cách thu hoạch đó là cách. Đối với múp, múp đánh là khổ qua, hình thức thu hoạch là sản phẩm thu hoạch là quả và hái, cách thu hoạch là hái. Đối với lạc hay gọi là đập hồng, thu hoạch cũ một số nơi gọi là quả, cái thu hoạch là nhổ. Đối với khoai lang, sản phẩm thu hoạch ra là cũ và hình thức thu hoạch ra là đào. Vì có bốn hình thức thu hoạch, cách nhổ, hái, đào. Hái, nhổ, cách và đào. Một số ví dụ cho phương pháp hái, đó là đổ múp đánh cam quýt nhãn. Đối với phương pháp nhổ là đối với su hào, cà rốt, lạc, đào đối với khổ lan, khổ tây, cách đối với lúa, hoa, cải, vân vân. Thì bốn phương pháp thu hoạch đó là hái, nhổ, đào, cách. Đây là cái máy thu hoạch, máy đào, vừa thu hoạch vừa tiến hành thu hoạch đậu nè, đào lên rồi nó cho sản phẩm ra, máy thu hoạch. Đây một loại máy thu hoạch nữa. Và đây là phương pháp thu hoạch là hái, cắt. Nếu không có cái thiết bị này thì chúng ta phải đi hái thôi, hái lá chè. Nhưng mà có thiết bị này thì chúng ta chuyển thành cắt, cắt lá, cắt lá chè, thu hoạch lá chè. Nội dung tiếp theo đó là bảo quản nhằm mục đích. Nhưng bảo quản nông sản này nhằm mục đích là hạn chế hao hụt về số lượng và giảm sút về chất lượng của nông sản. Có nghĩa là khi chúng ta bảo quản thì nông sản sẽ được giữ chất lượng và năng suất, không làm giảm sút về số lượng và giảm sút về chất lượng. Nếu như ta để nông sản bên ngoài thì nông sản này sẽ bị thối này,
nấm mốc này, ống hư, sâu bọ, vân vân. Vậy khi chúng ta bảo quản thì nông sản còn tươi ngon, tươi xanh, không sâu bọ, không ống thối, không hư hại. Như các loại nông sản bảo quản như là các loại hạt hoặc là đối với rau củ quả phải sạch, không bị dập nát. Bởi vì khi nông sản dập nát thì khi chúng ta bảo quản thì chỉ cần một hoặc là vài một vài những củ quả bị dập nát không sạch, có bẩn, bụi, đất, v.v. thì nó sẽ lây lan sang các rau củ quả khác, làm các cái kho hoặc là cái một cái khối lượng lớn nông sản sẽ bị hư hại. Vì kho bảo quản phải thông thoáng và được khử trùng sạch sẽ, không có chim chuột gây hại, nơi cao ráo thoáng mát. Đó là các điều kiện bảo quản. Nhưng bảo quản đối với cái hạt còn ngoài ra còn là hạt phải khô, chất mẩy, không lẫn tạp, sạch, không sâu bọ. Đây là phơi sấy trước khi đi bảo quản. Phơi phơi sấy khô. Đây là kho, cái kho bảo quản nông sản, kho chứa bảo quản trong các bao bì rồi chất vào kho. Nhưng phương pháp bảo quản đó là bảo quản thông thoáng, tức là cho nông sản tiếp xúc trực tiếp với không khí bên ngoài. Đối với cây lúa ngô nha, thứ hai là bảo quản kín, cho nông sản vào trong các bao bì kín. Số ví dụ như là đối với đậu và các loại nông sản hạt. Và bảo quản lạnh là cho vào thùng lạnh hay kho lạnh. Đối với một số loại hoa, trái quả, vân vân. Lần thứ ba là chế biến. Chế biến mục đích của nó. Ví dụ đây là ớt nè. Chế biến là chuyển từ nông sản từ một dạng này thành một dạng khác. Ví dụ ớt nè, sau khi thu hoạch ớt xong, người ta chế biến thành tương ớt. Cái này là phương pháp chế biến ớt thành tương ớt. Chuyển nông sản từ dạng trái sang một sản phẩm dạng tương ớt. Mục đích chế biến. Mục đích này là làm tăng giá trị sản phẩm và kéo dài thời gian bảo quản. Khi chúng ta ăn ớt với ăn tương ớt thì cái giá trị của tương ớt sẽ bao giờ cũng ngon hơn, hấp dẫn hơn so với chúng ta ăn một cái ớt. Hoặc là tùy theo khẩu vị, người ta lại thích ăn ớt trái hơn là ăn tương ớt. Có người lại thích là ăn tương ớt hơn là ăn ớt trái. Do đó cái phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích của mỗi người mà chúng ta có thể ăn sản phẩm nguyên chất hoặc là sản phẩm đã qua chế biến. Những cái này sẽ làm tăng giá trị sử dụng và kéo dài được thời gian bảo quản. Nhưng khi chế biến như thế này thì thời gian bảo quản sẽ lâu hơn so với để nguyên trái, nguyên kiện. Một số phương pháp chế biến. Thứ nhất là xay thành bột mịn và chế biến thành bột. Ví dụ như là củ sắn. Củ sắn chúng ta đem ngâm nước, sẽ rửa sạch, rồi nghiền nhỏ, lọc ra rây để lánh. Rồi sau đó là lấy cái phần lánh đó đem phơi hoặc sấy khô. Chúng ta sẽ có một cái sản phẩm đó là tinh bột. Đây là phơi sấy khô. Đối với chuối phơi sấy khô. Hoặc là sản phẩm đóng gói bao bì, muối chua, cả muối, dưa muối và sản phẩm đóng hộp, các sản phẩm đóng hộp. Nhìn có các phương pháp bảo quản như là có các phương pháp chế biến là sấy khô, sấy thành bột mịn hoặc là chế biến thành tinh bột, muối chua, đóng hộp. Là cái là sơ đồ một cái lò sấy khô. Lò sấy khô bên trên là phần cho nguyên liệu, ví dụ rau củ quả gì cho trên tầng trên này. Ở dưới đây là lò đốt. Đây là các buồng sấy, dàn sấy để chứa nông sản sấy đây, sấy khô.
Lò đốt ở đây có thể là đốt than, đốt điện ha. Mình nhiều cái phương pháp khác. Như thu hoạch phải đúng lúc, nhanh gọn, cẩn thận, tùy thuộc vào loại cây. Có các thu hoạch khác nhau như là các nhổ hay đào bằng phương pháp thủ công hoặc là cơ giới. Như lúc nãy chúng ta vừa xem một số máy móc để thu hoạch. Như bảo quản nông sản kịp thời, nông sản bằng các phương pháp thích hợp để làm giảm sức hao hụt về số lượng và giảm chất lượng. Như sau khi xem xong video này, các em có đặt câu hỏi gì về bài, hãy để lại bình luận ngay bên dưới video này nhé. Và chúng ta hãy chờ đón một video mới tiếp theo, và đừng quên bấm thích, bấm đăng ký, bấm chuông để nhận thông báo khi có video mới đăng tải tiếp theo, và bấm chia sẻ video này cùng với tất cả mọi người và bạn bè. Xin chân thành cảm ơn các em đã theo dõi video này, và chúc các em học giỏi. Bài giảng đến đây là hết, hẹn gặp lại các em trong bài giảng tiếp theo. Chào tạm biệt, chúc các em học tốt.